Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu cho tất cả anh em mẫu bố đập truyền thống, cây rẻ tiền hay cây đắt tiền. Đấy thì bên em giờ bán, bên em cũng nói thẳng là bên em không bán băng gỗ nha anh em nhé. Bên em chỉ bán băng nhựa, em tách ra hai mảnh, để nguyên như kia người ta không gửi được. Đấy anh em thông cảm. Đấy, đủ bộ bên em sẽ bán những cái thứ này. Đây, búa, búa băng gấp nhé. Đây, búa băng gấp. Kéo cho anh em xem nhé. Búa bây giờ bên em bán 400, 400 một cái. Ừ. Còn búa em thanh lý 200, 250.000 bao ship. Đấy, dành cho anh em nào chơi muốn rẻ tiền. Đấy, em thanh lý 250.000. Anh em liên hệ trực tiếp nhé. Đấy. Đấy thì cây giá rẻ thì giờ áng nó tầm 2 triệu này anh em. Đấy. Búa 400, van 400, bình 400 nữa. Nên là tổng cộng mấy cái báng nhựa 600 nữa. Này là combo giờ em bán đấy là 1 triệu 6 rồi. Và anh em lắp cái lòng thụt sâu vào là anh em có thể bắn được. Đấy. Kéo. Đấy. Cái này bắn chuột thì khỏi phải nghĩ luôn. Phát ăn ngay. Đấy. Còn cây kia nó bộ nó cũng y như vậy thôi. Còn nếu anh em thích lắp băng gấp rồi, anh em lắp băng gấp rồi đấy, thì em lại đổi băng gấp đấy thoải mái. Rồi xin gửi lời chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay là về lô cái tay cầm FX hay lại là băng gấp FX nhá. Này đặt số lượng bao nhiêu bọn em có đấy, thì anh em mua hàng anh em vẫn cứ là liên hệ cho em trực tiếp số điện thoại là 0989572818 và số dưới. Thì hàng này hàng em ship COD toàn quốc nhé. Đây. Cái này thì nó lắp cho cả súng chun được anh em nhé. Cái khẩu súng chun mà lấy chân đạp ra ấy, nó gắn vừa này là vừa in luôn. Đấy. Mà cái bên shop mà shop khác bán như là shop ở Vinh Thảo anh ấy bán cái chân đạp có cánh phượng này. Anh em lắp cái bộ này vào được luôn. Đấy, bán gấp này, tay cầm nhựa này. Đấy. Cái này thì bên em bán tất cả cho anh em ấy là giá 600 một bộ bao ship đấy anh em nhé. Đấy, bán gấp tay cầm nhựa rồi tất tần tật các thứ luôn. Đấy thì anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhé. Đấy, còn sau video sau em có búa, búa đập thanh lý thì bên em bán 250.000. Còn nếu mà anh em mua búa CNC kia thì là 100 thì bên em bán 400. Rẻ nhất thị trường bên em chỉ bán rẻ nhất thị trường thôi. Những cái này thị trường anh em mua nó cũng khá là đắt nhưng mà bên em bán là giá hợp lý nhất để cho anh em chơi được cái dòng truyền thống nhá. Đấy. Cái này thì nó bao gồm cả gấp rút anh em nhé. Gấp rút. Đấy, anh em có yêu cầu chơi chế cháo nhỏ gọn đấy thì là dùng cái dòng này là ok nhất. Đấy. Giá vừa rẻ 400 bỏ. Bao ship toàn quốc đấy. Anh em có nhu cầu thì cứ mua thì còn cái này nó về nó gắn được hết đấy, nó có lỗ sẵn rồi đấy, đi theo cho tất cả anh em là một bộ này đấy. Anh em mà mua thì em sẽ bán theo một bộ này. Còn nếu anh em mua bú đập nữa thì 400 nữa đấy. Bú đập thì anh em xem tiếp video sau thì có bú đập hết nhá. Đấy, tất cả em báo giá đủ hết, anh em có nhu cầu ok mua em sẽ gửi hàng cho anh em nhận hàng, anh em trả tiền của bưu điện nhá. Rồi, cảm ơn chào tất cả anh em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em cái dòng búa đập truyền thống này. Búa đập nhé. Đây anh em nhìn nhé. Búa này là có chốt an toàn này. Đấy. Đấy. Búa cũ nhé. Búa mà mình chưa làm gì nó không có chốt này. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình chỉ còn một hai cái búa không có chốt an toàn này. Giờ mình toàn có búa chốt an toàn này. Đây cái loại rẻ thì mình đang bán là 470.000 này. Đấy. Còn cái loại này bây giờ mình bán 500.